Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 của anh chị, còn mấy ngày nữa là hết tháng 2 rồi. Tình hình Ukraine mấy ngày nay của anh chị, sau khi mà quân đội Nga rút ra khỏi Avdiivka đó, thì quân Nga như là một đội quân zombie tràn vào là tấn công đẩy lùi quân quân Ukraine ra khỏi. Và mình đã nói vào cái video trước đó, đó là ngồi những quân lính Ukraine đó rút ra khỏi thành công, và cũng có một số rất là nhiều khỏi nó là trong những cái trường hợp đó là binh lính bị bắt nè, binh lính Ukraine bị bắt rồi bị phía Nga đó rất là vô nhân đạo, đó là khi mà quân đội Nga đầu hàng đó, đặc biệt là trường hợp 6 binh lính Ukraine mà khi bị thương ở một cái nơi mà chờ quân đội đến tiếp tế đó để giúp hỗ trợ để mà đưa ra khỏi cái vùng đó, thì chưa kịp đưa, tại vì nó rất là hỗn loạn cái thời gian đó, thì lính Nga tràn vào của chú anh chị tiêu diệt hết 6 binh lính đó luôn, là 6 người bị thương, người ta đã đầu hàng rồi nhưng mà nó vẫn tiêu diệt người ta. Còn cái điều nữa đó là hai binh lính cũng trong cái thời gian mà cũng đụng độ nhau đó, thì cũng tiêu diệt của chúng là tiêu diệt lính Ukraine luôn. Tuy người ta đã ra hiệu người ta đầu hàng rồi nhưng mà nó vẫn tiêu diệt. Đó là cái tội ác chiến tranh mà quân Nga đã mang đến cho người dân Ukraine, đất nước Ukraine gần 2 năm nay. Còn mấy ngày nữa là 2 năm, tròn 2 năm. Thì đó có điều của chú anh chị cần phải lên án cho thật nhiều quân đội xâm lược ở thế kỷ 21, một cái quân đội xâm lược. Thì một cái điều nữa quý anh chị, khi mà quân đội zombie á, tấn công quân đội Nga đẩy lùi rút ra khỏi hết cái vùng Avdiivka đó, thì ngồi ở chiến trường ra thì còn quân đội trên mạng nữa, cái quân đội mà cái biệt đội khắp nơi mà ủng hộ cho Putin á, thì cũng tấn công khắp nơi anh chị, làm một bàn thắng cho họ, họ rất là vui mừng, là phấn khích rất là nhiều khi mà có một cái bàn thắng gì đó vang dội á. Cũng không an dội thì chúng ta mình nói sao, thì họ cũng tấn công mạng rất là nhiều của anh chị, tấn công mạng là bình luận rất là nhiều, rất là nhiều điều đó. Thì mình cảm thấy của chú anh chị giống như là cuộc 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 chiến hiện tại bây giờ cũng như là cái cuộc sống ở thế giới hai cực đó. Một bên là chính nghĩa, một bên là tà ma. Thì vì vậy á, cho nên á, những cái người mà ủng hộ chính nghĩa thì phải ủng hộ Ukraine hết mình. Vậy một cái điều nữa đó, đó là tại sao Ukraine rút ra khỏi, thì có rất nhiều bất lợi khi mà quân đội Nga, tại vì cái diện tích khu vực Avdiivka đó nó chỉ có hơn 22 km vuông thôi, nó không có nhiều, thì dân số cũng không có nhiều luôn, có mấy chục ngàn người ở trước chiến tranh thôi, nhưng mà sau chiến tranh người ta đã rút ra đi khỏi hết rồi. Thì cái thành phố này hiện tại bây giờ nó cũng không còn gì hết, nó không còn gì hết đó. Nhưng mà quân đội Nga lúc cầm chân quân Nga hơn 4 tháng tiêu diệt gần, của chú anh chị, gần 40.000, hơn 40.000 quân quân Nga ở khu vực này bị thương và bị tiêu diệt rất là nhiều, và hơn 400 xe tăng và pháo binh rất nhiều thứ. Thì phía quân đội đã cầm chân hơn 4 tháng. Thì cái điều mà mình đã nói, khi mà quân đội Nga rút á, những cái khán giả, những cái người mà chân chính ủng hộ Ukraine, người ta cũng thấy được cái điều này. Ta nói quân đội Nga quá giỏi rồi, cầm chân quân Nga chỉ có diện tích hai mấy km vuông thôi, nó chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, nhưng mà cầm chân hơn 4 tháng, kéo dài hơn 4 tháng mà tiêu diệt khí tài. Đây là một cái cơ hội, là chiến thuật của quân đội của Nga để mà giảm đi cái số lượng khí tài của Nga, làm quân Nga suy yếu ở cái mặt trận, cái khu vực Avdiivka. Khi mà quân đội của Nga suy yếu một phần như vậy, phi khí một phần, đó là cái tình hình đầu tiên là thời tiết, tại vì đang còn trong mùa đông á. Mùa đông rồi nó bắt đầu chuyển qua mùa mùa xuân, nói chung là cái thời gian mà mùa đông của anh chị, thì cái tình trạng mà sương mù rất là nhiều. Ở đây mình biết được khi mà có sương mù, đặc biệt là những cái vùng rừng hoặc là ngay cả thành phố luôn, có những ngày bình thường vậy ngủ đêm sáng ngày ra sương mù đến mức độ của anh chị nó gần đến mức độ 10 mét mà không thấy đường luôn, khi mà lái xe rất là nguy hiểm, người ta phải cảnh báo luôn những cái tài xế lái xe luôn, nó gần nó không thấy gì hết. Cho nên là cái thời gian mà khoảng hơn một tuần trước, khi mà bắt đầu mà thời gian mà quân đội của Nga bắt đầu suy yếu mà thiếu đạn pháo, cái thứ nhất mà chờ cái viện trợ của thế giới đó, của phương Tây á, thì thiếu đạn pháo là cái thứ nhất. Thì thiếu đạn pháo này cũng đã lâu rồi, cũng mấy tháng nay rồi, nhưng mà quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái rất là nhiều, máy bay không người lái mà trong nước sản xuất và mua bên ngoài nữa, và đồng minh ta trợ cấp trợ giúp một phần, cũng như không có nhiều nhưng mà nhỏ, nhưng mà đa phần là Ukraine tự sản xuất những loại máy bay không người lái để mà thay cho cái số lượng pháo mà phía quân đội là thiếu thiếu trầm trọng, thiếu rất là nhiều. Thì sao, thì trong cái thời gian mà Tuman là tiếng Ukraine của chị, xin lỗi, trong cái thời gian mà sương mù nhiều á, thì tất nhiên là không, quân đội nó không có thấy và không thể sử dụng được máy bay không người lái. Thì cái đó là cái cơ hội
cái cơ hội cho quân Nga họ tấn công dồ ạt, và họ tấn công từ pháo binh rất là nhiều, họ lợi thế cái phần đó, pháo binh rất là nhiều, rồi phân tấn công từ những cái máy bay trên không nữa, máy bay trên không mà tấn công diện tích là khoảng tầm phạm vi là khoảng 6-70 km, là rồi nó tấn công vô những cái vị trí mà quân đội Nga. Thì thành thử thời gian mà cứ trong vòng mà khoảng tới 7 ngày 10 ngày là thấy bộ quân đội Nga đã yếu rồi, thì lúc đó phải cần rút thôi, tại vì quân đội Nga không có đủ khí tài, những cái loại vũ khí tầm xa để mà tiêu diệt máy bay. Thì hiện tại bây giờ để tiêu diệt được những máy bay đó đó thì quân đội Nga chỉ còn đó là một là Patriot phòng không của Ukraine này, hai nữa là HIMARS. Thì sao, thì cái thời gian đó quân đội Nga bắt đầu, cô chú chị mình đã thấy rút rút, thì quân đội Nga nó tấn công vô, nó chiếm hết hoàn toàn, thì thiệt hại một phần là về quân đội Ukraine này, rút một số rút không kịp bị bắt làm tù binh này, bị quân Nga gây cái tội ác chiến tranh này, đó là những khi mà những cái binh lính người ta đã đầu hàng rồi mà nó cũng tiêu diệt người ta. Đó là cái điều hiện tại bây giờ quân đội nó đã rút ra khỏi Avdiivka. Nhưng mà sau khi cái thời gian rút có chỉ trong vòng 3 ngày nay của chú diễn, nghĩa là ngày 17, ngày 17 là quân đội nó thông báo rút. Ngày trước những cái ngày thời gian ngày 17 đó là quân đội nó thông báo lên lính ở chiến trường nó là gấp rút, là phải cho lệnh rút thôi, tự vì hiện tại bây giờ thiếu rất là nhiều thứ. Thì qua ngày sáng 17 rạng sáng là thông báo là rút hết. Rút ai rút được là rút rút hết của chú anh chị. Đầu ngày 17 hay ngày 18, hôm nay ngày 19 3 ngày. Thì cái ngày 17 là quân đội Nga sau khi mà rút hết á, thì mình nghĩ là cái số lượng mà máy bay của Nga nó tấn công trên không thả bom xuống rất là nhiều á. Bom phốt pho nữa, thả thả khí phốt pho xuống luôn, tiêu diệt là tận gốc luôn anh chị, rất là ác. Thì phía quân đội Nga đã đưa, mình không biết là đưa cái vũ khí gì, có thể là hai mà sao lại có thể là ba trượt di chuyển đến cái vùng đó. Thì trong cái ngày 17 sau khi mà thông tin quân đội Nga rút ra khỏi đó thì đã tiêu diệt ba máy bay, ba chiếc Su, hai chiếc Su 34 và một chiếc Su 35. Là cái thiệt hại đó là phía Nga cũng đang đi tìm kiếm những cái xác những chiếc Su đó luôn. Thì qua ngày hôm qua ngày 18, mình không có đưa thông tin là tiêu diệt thêm một chiếc Su 34 nữa. Và sáng ngày hôm nay ngày 19 của anh chị thông tin là tiêu diệt thêm hai chiếc Su, một 34 và một 35. Thì phía Nga hiện tại bây giờ là đang gấp rút tìm. Thì mình nghĩ trong cái thời gian hiện tại bây giờ khu vực ở cái vùng Donetsk, tại vì khu vực Avdiivka, Bakhmut, Mirinka là nó thuộc vùng Donetsk của anh chị. Thì Donetsk hiện tại bây giờ là Nga đang chiếm khoảng tầm 87, nếu mà lấy được Avdiivka thì bây giờ còn hơn phải là 90-91% rồi ha, chiếm được vùng cái là đó là cái vùng Donetsk. Còn vùng Luhansk thì họ đã chiếm 99%, 99% rồi, còn một phần thị trấn hay hai thị trấn nữa thôi đó. Thì phía quân đội Nga mình nghĩ hiện tại bây giờ có thể là có những cái di chuyển những cái bệ phóng để mà có thể mà tại sao lại tiêu diệt được nhiều máy bay của Nga vậy, đặc biệt những chiếc Su, những chiếc Su này nó bay rất là nhanh và tiên tiến luôn, nó nhưng mà tiêu diệt được thì chỉ trong có vòng 3 ngày thôi mà tiêu diệt đến 6 chiếc Su, tiêu hao của phía Nga hơn hàng tỷ, cũng mấy tỷ một chiếc Su vậy, từ 400 500 triệu, 6 chiếc Su hơn cái 2 tỷ, mình nghĩ bình quân còn hơn 2 tỷ. Thì cái thay vì cái số tiền này lo cho người dân mà đi gây xâm lược, và đã nói là một quân đội mạnh thứ nhất thế giới, có nhiều khí tài hàng ngàn cái xe tăng, có kho tên lửa rất là nhiều, mà luôn luôn biện minh là cái điều rồi sợ gây nguy hiểm khi mà quân đội Nga đất nước Nga gia nhập vào NATO gây nguy hiểm. Nếu mà nguy hiểm thì Phần Lan không nguy hiểm, Thụy Điển muốn gia nhập đó thì sao sao không đụng tới những cái nước này, chẳng qua là thấy Ukraine không có cái gì trong đất nước này là kho vũ khí không có, đất nước yếu, tự do cái thời kỳ mà thân Nga đó cái đội quân không có khỏi tham nhũng nhiều đó. Thì sau này đã được loại trừ rất là nhiều rồi cô chú chị, loại trừ rất là nhiều, nhưng mà tất nhiên là sẽ còn những cái phần nhỏ thì từ từ sẽ loại trừ hết, nhưng mà đặc biệt bây giờ muốn mà có tham nhũng thì cũng rất là sợ sợ bị bắt, vì vậy nó hạn chế rất là nhiều đó. Đó là cái điều thần trăm, vừa chiến tranh vừa đánh giặc rồi vừa loại trừ tham nhũng vừa bắt gián điệp nữa, đó là cái điều mà rất là khó khăn cho chính phủ hiện tại bây giờ. Nhưng mà đặc biệt họ đã thành công, thành công là thành công gì, đẩy lùi quân Nga ra khỏi, chiếm được 50% lãnh thổ khi mà so với thời gian đầu năm 2024 họ xâm lược đó, thì Ukraine đã lấy lại 50% lãnh thổ và đẩy biệt đội biển đen của Nga ra khỏi vùng đất vùng biển đen, biển Azov, và tiêu diệt tàu tàu của Nga, tàu đổ bộ, tàu ngầm của chính trị đó. Đó là những cái thành công của phía quân đội của Nga rồi. Thì bây giờ cái bước tiếp theo nữa là ngồi Nga đó họ muốn chiếm Avdiivka, bây giờ họ chiếm rồi á, thì bây giờ họ muốn chiếm luôn những cái thành phố, những cái khu vực thị trấn lân cận,
Đó thì mình không biết thời gian sắp tới như thế nào, nếu như mà cái hy vọng là những gói viện trợ đến đến sớm cho quân đội Ukraine, hoặc là thời tiết tốt hơn để mà quân đội Nga có thể sử dụng máy bay không người lái. Nhưng mà hiện tại bây giờ ở đây hầu như là cũng gần hết sức mùa đông luôn chị, nắng ban ngày kéo dài hơn rồi. Khoảng mấy bữa thì khoảng 3 giờ mấy là tối mịt, 3 giờ mấy 4 giờ là tối rồi. Nhưng mà bây giờ khoảng 5 giờ mấy 6 giờ còn ở mặt trời, bây giờ đã đầu có mặt trời rồi. Thì mình nghĩ toàn bộ lãnh thổ Ukraine cũng sẽ sáng rực. Thì đây là cái cơ hội cho quân đội Nga để sử dụng được máy bay không người lái. Đó, đó là cái thông tin của anh chị về phía quân đội Nga. Thì mình rất là buồn, như là những cái khán giả, những người ủng hộ cho quân đội cho Ukraine, rất là buồn khi mà quân đội Nga đã rút ra khỏi Avdiivka, nhưng mà bây giờ phải chịu thôi quý anh chị. Một cái thị trấn nó nhỏ mà quân đội Nga đã cầm cự hơn 4 tháng, ra một cái điều thành công rất là lớn. Còn rút hay không rồi bây giờ cũng chúc mừng cho quân đội Nga bây giờ dời đến di dời đến cái tuyến phòng thủ thứ hai, có nhiều quân đội mạnh hơn trợ giúp cho những anh lính ở khu vực Avdiivka bây giờ đã rút. Thì sau khi mà quân đội Nga rút á, bắt đầu tấn công vô lại, tấn công vô những cái địa điểm mà phía quân Nga đang chiếm. Và một cái điều nữa, thừa thắng xông lên, thường thường ta nói là thừa thắng xông lên. Thì mấy ngày nay như là có phấn chấn cho cái những cái người mà ủng hộ cho Putin nè, rồi những cái người mà nhà tuyên truyền của Nga đó thì bắt đầu đưa tin rất rầm rộ. Nhưng mà những cái tin mà họ thiệt hại mấy chiếc xu, tại vì xu bây giờ họ rất là khó để sản xuất một chiếc xu, đặc biệt là tiền này. Bây giờ ok, bây giờ họ có tiền đi, nhưng mà để lắp ráp, để tạo ra một cái xu rất là khó khăn cho họ. Nhưng mà Ukraine trong vòng có 3 ngày mà tiêu diệt đến 6 cái xu, những cái máy bay su 34, su 35 rất là tiên tiến của Nga, nhưng mà quân đội Nga đã tiêu diệt. Thì ngồi ra trong ngày hôm qua và ngày hôm nay luôn, khuya rạng sáng ngày hôm nay ngày 19, thì phía quân Nga tấn công vô Rostov, là một cái thành phố cũng như là chiến lược của phía Nga. Đó là cái thành phố này nó thuộc nơi tập trung quân đội rất là nhiều, thì tiêu diệt vô cứ kho dầu mà nã, kho dầu, kho đạn, những nhà máy sản xuất máy bay, những nhà máy sản xuất máy bay không người lái, những địa điểm quân đội đó. Như vậy thôi, quân đội Nga chỉ cần vậy chứ quân đội Nga, quân chính nghĩa người ta đâu có tấn công vô người dân đâu. Đôi lúc có khi mà tấn công rồi bị phòng không chặn thì nó rớt xuống, đó là điều đáng tiếc thôi. Nhưng mà cái thật sự đất nước gây chiến tranh là đất nước của họ, đất nước Nga, mà người dân họ không có ok, họ sợ, họ không không có chống lại được chính phủ họ thì họ phải chịu thôi. Cô chú anh chị, thì thật sự thì mấy ngày nay thì tin tức khi mà quân đội đã rút thì thật sự rất là buồn. Mình đôi lúc mình cũng không có xuống tinh thần của anh chị, nhưng mà phải vực dậy thôi. Cho nên đó, đôi lúc mà mình đã sống ở đây á, gần 2 năm mình chứng kiến chiến tranh ở đây, gần 2 năm tim mình không ở những cái vùng nóng, nhưng mà ở thủ đô thì cũng rất là nhiều tên lửa, mình nghe tiếng phòng không, mình nghe tiếng những cái cuộc tấn công mà chúng nhà nhân rung nhà này, rung cửa này. Mình đã chứng kiến những cái điều này. Thì vì vậy á, mình đã chấp nhận mình ở đây gần 2 năm xảy ra chiến tranh. Nhưng khi mà những cái người mà anh chị em nào á, mà đi ra khỏi đất nước rồi á, ra khỏi đất nước Ukraine rồi, thì á, có thể là mấy anh chị bây giờ đang ổn định cuộc sống rồi, thì bây giờ mình chỉ cần là ví dụ nếu mà nói chuyện với mình á, thì có thể là an ủi thôi, cố gắng giữ an toàn thôi, an ủi là vậy là được. Chứ mà cứ khi mà nói chuyện với nhau á, mình luôn chia sẻ là những cái tin tức hiện tại bây giờ là phòng không Ukraine ổn định nè, rồi quân đội Nga đẩy lùi. Bây giờ Nga mình không biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ mình tin được là điều quân đội Nga mạnh, có thể kéo dài, có thể là trong thời gian sắp tới áp đảo cái cuộc xâm lược này. Thì sao, thì những anh chị nào mà có nói chuyện với mình thì thật sự đừng có nói những cái điều mà làm mình hầu hợp. Tự mình con người cũng rất là sợ, cũng rất là sợ sợ quý anh chị à. Nhưng mà khi mà nói chuyện tự nhiên cứ kêu là kiếm đường đi ra khỏi, kiếm đường ra khỏi đi, rất là sợ, rất là nghi hiểm, rồi đưa những cái thông tin mà cái kiểu giống như thân Nga vậy á, như là hù dọa mình đi làm. Tuy là những cái người chị này á, không có cái ý là hù dọa mình, nhưng mà chị không có sống ở Ukraine nên là chị không biết được tình hình ở đây trong vòng 2 năm. Chị cứ nghĩ là những cái ngày đầu là tấn công khắp nơi, rồi
nghe tiếng nổ, tiếng ầm ầm khắp nơi đó. Thì chị cứ sợ vậy làm mình, thì khi mình nghe những cái điều mà chỉ như giống như hù dọi đó, là mình hầu hợp là mình sợ. Mà nếu mà ai cũng 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 sợ giống như chị thì đất nước của nay hiện tại bây giờ đâu có còn ai ở đây đâu, đúng không chứ chị? Cho nên á, mình đã nói rõ rồi nhưng mà toàn là đưa những cái điều khó khăn để mà kiểu giống hù dọa mình thôi à. Thật sự đáng tiếc cho những cái suy nghĩ của chị. Thì đúng là đôi lúc cũng có những cái người khán giả cũng như là những anh chị cô bác sợ, thì khuyên mình là mình cảm ơn rất là nhiều, lo lắng cho mình. Nhưng mà những người nào mà đã là từ công dân ở Ukraine, sống ở Ukraine mà ảnh hưởng của chiến tranh thì đã khỏi rồi á, thì làm ơn đừng có hù dọa mình bằng những cái lời nói như là mà nó nặng nề quá, làm mình bị xuống tinh thần của chúng chị à. Đó, thời gian này so với thời gian năm ngoái á, thì Ukraine bị Nga tấn công rất là nhiều dữ dội. Trong thời gian đó hầu như là mỗi ngày đều cúp điện, và cúp điện của chúng chị khắp nơi hết. Nhưng mà chính phủ vẫn chia điện ra mà để mà xài, nghĩa là toàn đất nước luôn nha, nhưng mà đặc biệt là thủ đô đi. Thì một ngày á sẽ cúp trong vòng 10 đến 15 giờ, thì còn lại 8 giờ họ sẽ mở ra để cho mọi người dân có thể sinh hoạt, có thể là nấu ăn, có thể là giữ được hơi ấm trong gia đình đó, họ sẽ chia đều ra. Đó, tấn công rất là nhiều, làm đi đến đâu của anh chị cũng là tối thui, điện đường cũng không có, tiết kiệm điện đến mức độ điện đường không có, không có điện đường gì hết, trong nhà cũng tối thui, nguyên thành phố rất là tối luôn, tối như mực luôn đó. Thì á, thời gian đó cũng đã trải qua rồi, và rất nhiều nơi không có điện, ngay cả chính phủ á, phải tạo ra những cái ngôi nhà mà cái lều á, để mà tập trung, là nơi mà có máy phát điện của chính phủ tài trợ để cho những người dân đến đó, là nơi sạc pin điện thoại nè, rồi sưởi ấm, và có nơi để phục vụ trà bánh cho người dân khi mà lạnh rồi đó, thời tiết mùa đông năm ngoái mà. Rồi những cái đặc biệt đó, họ đoàn kết mức độ những cái nơi mà siêu thị của anh chị, siêu thị hoặc là những cái quán cửa hàng này kia luôn nha, cửa hàng mà tại vì những cái nơi mà lớn, trung tâm lớn, người ta có máy phát điện, người ta có chuẩn bị máy phát điện, vì vậy á người ta chia sẻ những cái nguồn điện cho người dân đến sạc pin. Cho nên là đến cái thời gian đó đến siêu thị người ta sạc pin rất là nhiều, mình cảm thấy ấm áp lòng lắm. Tuy mình không có sạc, nhà mình có sạc dự phòng, mình chỉ đi ngang mình thấy người dân tập trung lại sạc điện thoại á, mình cảm thấy nó có cái sự kết nối, cái sự gần gũi, cũng như là một cái điều người người dân của quý vị người ta đồng lòng á, người ta đồng lòng để đánh quân xâm lược á. Đó, thì mình cảm thấy rất là ấm lòng khi mà người dân và những cái địa điểm đó người ta chia sẻ. Đó, thì so với cái thời gian năm đó, năm ngoái và thời gian năm nay, thì hầu như là ở đây có điện hết 90, phải nói 98% đi. Mình thấy được là 98% đều có điện, hầu như là hoàn toàn anh chị. Có điện và điện đường cũng có, là có điện dư luôn. Thì sao? Thì bây giờ phía Ukraine thông báo là hôm nay là ngày đầu tiên, ngày 19 tháng 2 là ngày Ukraine đã xuất khẩu điện qua châu Âu, qua khỏi liên minh. Bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà trước cái thời gian mà chiến tranh á, và sau cái thời gian mà năm 2022 luôn á, trước cái thời gian mà Nga tấn công vào những cái biến áp điện của Ukraine đó nha, trên toàn lãnh thổ Ukraine đó, thì thời gian đó Ukraine đã xuất khẩu điện một tháng có thể thu vô hơn mười mấy triệu. Mình nhớ thời gian đó là khoảng thông tin là 15 triệu đô la là trong vòng một tháng đó. Thì sau đó cái thời gian mùa đông năm 2022 thì bắt đầu là Nga tấn công rất là nhiều vô cái biến áp điện làm hư hại. Thì bây giờ đã hoàn toàn ổn định rồi, hôm nay là ngày bắt đầu lại xuất khẩu điện, thì đem một cái tin mừng cho phía đất nước Ukraine. Thì mình muốn chia sẻ với cô bác để biết được tình hình ở Ukraine, như là tuy có chiến tranh nhưng mà chính phủ và người dân vẫn đồng lòng, phá đến đâu sửa đến đó, có những cái gì mà có thể kiếm được tiền thì người ta sẽ cố gắng, người ta phục hồi và người ta tạo ra công ăn việc làm và kiếm việc, kiếm tiền cho đất nước, thu về cho đất nước. Đó là xuất khẩu điện. Và khí đốt thì mình cũng đã nói rồi, Ukraine này hiện tại bây giờ có cái mỏ có thể sản xuất được khí đốt đến hàng tỷ mét khối, dự trữ luôn, không chỉ là xài không hết, bây giờ phải dự trữ. Nếu mà dự trữ nhiều quá thì có thể là bán qua Liên minh châu Âu để mà mua, người ta dự trữ đó. Đó là cái thông tin liên quan về điện của chúng chị. Và cái thông tin mình muốn chia sẻ nữa đó là hiện tại bây giờ ở Ukraine, khi mà cái thông tin về F-16, thật sự bây giờ mình không dám chắc khi nào nhận F-16 đâu, nhưng mà cái thông tin từ phía Ukraine đó là hiện tại bây giờ người ta đã hoàn thiện cái sân bay, cái nơi mà có thể chứa được máy bay F-16, có thể mà hoạt động cho máy bay F-16 có đủ khả năng để mà hoạt động đó,
là bay và hạ cánh đó, đáp cánh đó, hạ cánh. Thì hiện tại bây giờ Una đã hoàn toàn là khoảng tầm 98, 95 đến 98% là xong, có thể sử dụng một cái nơi, một cái sân bay quân sự. Rồi cái thông tin từ Bộ Quốc phòng hôm nay của anh chị thì mình hy vọng là thời gian đến sớm, có thể là qua tháng sau hoặc là tháng 4, tháng 5. Thì thời gian hiện tại bây giờ rất là nhanh đó. Đó thì liên quan về tình hình ở Ukraine thì bây giờ chỉ liên quan về khu vực Avdiivka, và Nga hiện tại bây giờ cũng muốn tấn công vào khu vực Zaporizhia, Robotino, rồi cái Robotini của chị, và cái khu vực Kupiansk là khu vực gần thành phố Kharkiv, khu vực thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thì họ nhem biết khi mà rút ra hết khỏi cái khu vực thành phố Kharkiv này á, thì bây giờ quân Nga cứ răm rê muốn tấn công lại thôi. Nhưng mà tấn công được hay không thì chờ thời gian thử như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ rất là khó, tại vì cách một cái lãnh thổ biên giới giữa Nga và Ukraine đó, thì cách một cái con sông giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Thì nếu mà muốn quân Nga mà vượt vượt qua vải khỏi con sông này để mà tấn công vô cái khu vực thành phố Kharkiv thì rất là khó, tại vì nó phải vượt qua một con sông, mà để thời gian mà vượt qua con sông đó, thì cái thời gian đó và vệ tinh của Na có thể thấy được, có thể tấn công bằng máy bay không người lái được rồi. Thì cái việc mà họ có muốn tấn công, họ đi qua bằng cái con sông bằng cái cách nào đó thì được hay không là phải cần một thời gian, và cần cái sự ngon cốt của họ được bao nhiêu nữa. Chờ thử sao. Đó là tình hình bây giờ. Hiện tại bây giờ nhiều khu vực cũng rất là nóng anh chị, nhiều khu vực rất là nóng. Thì mình cố gắng tin tưởng vào quân đội của Na, hy vọng làm cái điều đó sẽ thành sự thật, quân đội nên áp đảo quân Nga và đẩy lùi nó hết ra khỏi về lãnh thổ của Ukraine, là lấy lại những vùng đất nó đã chiếm. Và một cái thông tin trong ngày hôm nay đó là liên quan đến phái đoàn của Hoa Kỳ đã đến Hungary. Thì cái thông tin mà cái ông Orbán Hungary á, hiện tại bây giờ ổng cũng bị người dân là phản đối, yêu cầu ổng từ chức cách đây mấy ngày đó, là lên đến hơn 50.000 người. Mình hy vọng là trong thời gian sắp tới là hết tất cả công dân của Hungary luôn. Yêu cầu ông ta từ chức, tự ông làm cũng lâu rồi, mười mấy năm nay, như là một tên độc tài trong liên minh mà bị len lỏi trong cái liên minh gì đó, không có tự do gì hết, không có dân chủ gì hết. Dân chủ là làm 4 năm nhiệm kỳ thứ hai 8 năm là xong, không có được cái cơ hội làm nhiệm kỳ thứ ba. Còn ông này đã làm hơn mười mấy năm rồi mà không có thay đổi gì hết, làm lâu rồi thành ra độc tài đó. Bởi vậy cho nên là làm phải có thời hạn, mới cố gắng cái thời gian đó để mà làm cho tốt, chăm lo cho người dân. Thì hiện tại bây giờ những cái thời gian trước, khoảng hơn một tháng trước á, là thông tin ông Bobin mà trước cái ngày mà ông ta đồng thuận chấp nhận cái gói viện trợ cho Ukraine là liên minh gói viện trợ 50 tỷ của Liên minh châu Âu mà cho Ukraine trong vòng 4 năm của anh chị, 50 tỷ đó. Thì còn cái thời gian đó đó là ông ta đã hầu như là ông ta đã tuyên bố, ông ta nói là ok, ông ta sẽ chấp thuận cho Thụy Điển vô Liên minh NATO. Nhưng mà bây giờ lại không nữa, bây giờ lại nói là không, nghĩa là làm cha làm ông nội không, bây giờ nói là không. Thì thành thử ra trong ngày hôm nay một phái đoàn của Hoa Kỳ muốn đến Hungary để mà gặp ông ta, gặp ông Open này, để mà muốn trao đổi về cái vấn đề mà ký nhanh lên để cho Thụy Điển được gia nhập NATO. Thì không có chịu gặp luôn chú anh chị, không gặp luôn. Bên chính phủ của Hungary là của ông Open này nè, không gặp phái đoàn của Hoa Kỳ luôn. Chỉ vậy, phái đoàn của Hoa Kỳ họ nói sao? Họ nói là còn phải xem xét lại vấn đề này, tại sao Hungary lại lại làm ra những cái việc sai lầm như thế này, không có tôn trọng cái liên minh gì hết. Mình không biết sao trong tương lai như thế nào. Một á, là phải loại ông Orbán này ra. Hai là làm như thế nào với anh chị gì mà kỳ trong liên minh mà không có một cái sự đồng thuận gì hết, toàn ủng hộ phe quân xâm lược không xin lỗi anh chị, bị viêm họng. Ông ủng hộ quân xâm lược không, tại sao cái điều này lại xảy ra đó, khiến mà phái đoàn của Hoa Kỳ họ cũng bất ngờ. Ông nói cái điều của họ, của Hungary làm rất là sai lầm, tại sao họ không tôn trọng liên minh gì hết, khi mà liên minh đến gặp họ không, họ từ chối, họ không gặp, giống như là một phe nào đó chứ không phải phe của liên minh. Nó rất là kỳ cục, mà nó phải nói là nó bị chia rẽ rất là nhiều đó. Đó là liên quan về Hungary. Thì còn đối với Ba Lan thì như thế nào? Ba Lan á, khoảng mấy tháng nay là đã xảy ra cái sự kiện cấm cấm cửa biên giới với lại ngũ cốc
và những cái mặt hàng xe tải chở mặt hàng từ Ukraine vào Ba Lan thì rất là nhiều sự kiện xảy ra, ngăn cản rồi dập tắt, ngăn cản rồi dập tắt. Hiện tại bây giờ họ ngăn cản và hùng hổ hơn, hùng hổ hơn quý chị. Lúc trước họ còn cho những cái xe buýt đi qua, bây giờ họ không muốn cho xe buýt đi qua luôn. Thì cái điều này mình không biết trong tương lai thế nào, thật sự là khó khó giải đáp được luôn á. Từ bây giờ một số người Ba Lan, nông dân ở Ba Lan bị ảnh hưởng về cái nguồn, cái giá cả của cái số lượng mà nông sản của họ bán ra cho liên minh á, tại vì Ukraine vô khối liên minh là được giảm thuế á, nên là so với cái giá thì nó rẻ hơn. Vì vậy á, họ nhưng mà Ukraine cũng không có sản xuất nhiều mặt hàng không chị, ngay cả hôm nay cũng nhập mặt hàng rau củ quả từ từ liên minh mà, từ từ Ba Lan, từ Cộng hòa Séc, từ nhiều Rumani nữa. Ukraine cũng nhập nhiều nhiều đồ lắm, mì Ý Ukraine cũng nhập nữa. Tuy là Ukraine có nhiều ngũ cốc nhưng mà đa phần họ bán theo cái lượng mà thu hoạch xong rồi họ bán ra khỏi luôn, chứ họ không có chế biến nhiều. Cũng có chế biến trong nước nhưng mà họ không có chế biến nhiều. Đó là phần những cái sản phẩm mì Ý hay macaron là cái nui đó của mặt hàng của Ukraine, họ cũng nhập từ Ý rất là nhiều, từ những công ty nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà Ba Lan là nhất quyết ngăn cản. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì Nga mua chuộc rất là nhiều, đặc biệt là ren lỗi á, nông dân Ba Lan cũng có, nhưng mà số những người không phải là nông dân họ kích động, những người dân này là phải nè, phải phản đối nè, còn nếu không là mấy người là sẽ mất giá cả rồi mất rất là nhiều thứ. Họ phản đối đặc biệt là những cái phần tử đen tối xâm nhập vô cái khối, cái liên minh của những cái người nông dân này. Mình xin nói cái chỗ này là liên minh người nông dân của anh chị, tại vì bây giờ nó giống như một cái liên minh của nông dân rồi đó, rất là nhiều mà chặn hết tất cả những cái đầu xe của Ukraine. Mình cảm thấy rất là buồn, mà mình không biết nói sao. Chị tức thì tức đó, nhưng mà bây giờ tức sao, tại vì đó là lãnh thổ biên giới của hai nước mà. Ukraine cần cái đường này để đi ra, mà bây giờ họ không cho thì cái quyền đó thuộc vào chính quyền của họ thôi. Chính quyền của họ bây giờ là mình nghĩ là nên yêu cầu á, cảnh sát ra đó kiểm tra toàn bộ thông tin của mỗi người có phải là nông dân thật sự hay không. Nếu mà nông dân thật sự thì phải có cái hướng giải quyết rõ ràng, còn không nữa hay là chứng minh những cái người mà đi chung cái nhóm đó là người từ quốc tịch nào, có thể là quốc tịch từ Nga họ len lỏi vô đó. Hiện tại bây giờ cảnh sát phải làm cái điều minh bạch rõ ràng cái điều này, chứ bây giờ cản trở gì làm thất thoát cho phía nào của anh chị lên đến hàng hàng tiền triệu đô, hàng triệu đô, tại vì phải rất là nhiều, nên nó hàng trăm triệu đô luôn đó. Thì hải quan rồi thất thoát về kinh doanh mặt hàng rất là nhiều thứ. Ukraine giờ chịu trận khắp ra khắp nơi hết, từ quân zombie ở hướng nam, hướng đông, rồi còn ở phía tây thì bị chịu trận thì hàng hóa không để ra khỏi từ nông dân Ba Lan rất là nhiều cũng vậy. Cho nên bởi vậy thời buổi bây giờ quân đội zombie đen tối á, làm những cái điều mà luân thường đạo lý, không có đạo đức, thì họ dùng tiền của họ rải khắp nơi hết để tạo như cho những cái điều mà nổi dậy của những cái người dân, nổi dậy những cái điều hoặc kích động người dân, nổi dậy khắp nơi hết. Đó là chế độ của nước Nga hiện tại bây giờ, họ những làm những cái điều đó kích động rất là nhiều đó cô chú anh chị. Đó là những cái thông tin mà hiện tại bây giờ mình có thể chia sẻ đó mà cô bác trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã nghe mình nói, nghe mình chia sẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn rất là nhiều.